Dương nào hàng luôn. Đứng xe không được nha. Không có cái đèn mẹ. Đèn gì mà đèn? Đếm giết luôn nó cái chân vừa á. Đứng xe mà đây nó vẫn cái chân á. Đó là cảnh cáo một lần á. Có lần hai mà đi cáo đường vào đâu. Khi nào có miệng mày dẫn đi. Con biết cái đường nào mà im mới biết đi, nó đi lật vật là thật nói không? Dạng nào vô lái đi. Ông chở con bía đây hả? Mua về hả? Ngầu đâu? Không biết. Ngầu xe ở. Tại vì mỏi không? Không. Tại xe ngầu luôn. Ngầu quen thấy bình thường. Mấy bữa còn ngầu chặt lắm vừa thấy bình thường. Ừ, đây cũng vậy chứ mua ăn hoài mà. Cảm ơn.
con đâu có tách được đâu. Thank you.
sáng giờ chị đi ở chỗ nè ở mấy lần đâu có rồi đâu tao qua tao qua ừ, tao thôi vậy vô chỗ sáng rồi nè cha cha đi ba. Có gì nữa? Muốn chờ gì cha? Xuống đi. Hỏi nhiều quá. Tập nhạc luôn. What the fuck? Tập nhạc gì vậy? Music play mode. Không, con không bê đâu. Không bê đâu, giờ nó sợ rớt bể nữa. Đưa ba bê cho. Lúc nào bị bể hết trường á. Rớt cho bể nữa, xuống nữa. Lúc bây giờ cũng thấy vậy đó. Bắt mình lấy anh không ạ?